hội chứng ống cổ tay. Đến tham gia tư vấn chủ đề này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Chơn, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ. Thưa bác sĩ Chơn, hội chứng ống cổ tay là gì ạ? Và thường thì những đối tượng nào sẽ dễ mắc bệnh này? Thì hội chứng ống cổ tay là một cái tình trạng thần kinh ngoại biên mà nó được gây ra bởi cái hiện tượng là chèn ép dây thần kinh giữa ở cổ tay. Thì quá trình chèn ép nó xảy ra hiện tượng là viêm và phù nề cái dây thần kinh giữa, và những cái cơ và các bộ phận mà dây thần kinh giữa là chi phối là ba ngón rưỡi của ngón tay, đó là ngón 1, ngón 2, ngón 3 và ngón thứ tư, thông thường ta gọi là ngón đeo nhẫn. Nó sẽ bị tê và bệnh nhân có cảm giác là rất là đau. Thì thông thường thì là phụ nữ, nhất là phụ nữ sau sanh hoặc là phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh thì cái tỷ lệ mắc rất là cao. Thường thì dựa vào những cái triệu chứng đặc trưng nào để nhận biết bệnh ạ? Và việc chẩn đoán bệnh ra sao thưa bác sĩ Chơn? Thì đây là một cái bệnh rất thường gặp, và những người mà bệnh thông thường người ta đến với bác sĩ, một cái vấn đề đầu tiên người ta khai là bệnh nhân khai với mình là bệnh nhân có cảm giác là đau và tê. Thông thường nhiều nhất là biểu hiện ở ngón trỏ và ngón giữa. Đó là cái triệu chứng đầu tiên để mình ta nhận biết được cái hội chứng ống cổ tay ở bệnh nhân. Làm sao để chẩn đoán bệnh? Thì quá trình chẩn đoán bệnh này thì không cần phải những cái cận lâm sàng mà đắt tiền. Chúng ta có cần gặp một cái bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình hoặc là nội khớp. Thì bác sĩ sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái bệnh sử, các triệu chứng mà bác sĩ vừa kể. Thì sẽ khai báo bác sĩ sẽ khám ra một cái số dấu hiệu lâm sàng. Thứ nhất là cho bệnh nhân là gấp tay, gấp cổ tay 90 độ ha, gấp cổ tay 90 độ trong vòng 1 phút thì cái cảm giác đau tê nó sẽ tăng lên. Đó là một cái triệu chứng là điển hình của hội chứng ống cổ tay khi mà được thăm khám ở bác sĩ. Và một cái cận lâm sàng rất là tốt để mà bác sĩ chẩn đoán được cái bệnh hội chứng ống cổ tay đó là đo điện cơ. Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái chẩn đoán, thứ nhất là chính xác, thứ hai á là chúng ta đưa ra cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân tốt. Không có bị lầm lẫn với các bệnh của cái thần kinh trung ương. Và việc điều trị hội chứng ống cổ tay này có phức tạp không bác sĩ Chơn? Thì thông thường thì đa phần á, là chúng ta có thể điều trị mà không cần phải can thiệp của ngoại khoa. Thông thường thì đối với những người chị em phụ nữ mà sinh rồi và sau sinh á, thì nó sẽ tự hết trong vòng 6-8 tuần, giống như mình đã nói lúc nãy. Nhưng mà có một số trường hợp nó sẽ kéo dài. Kéo dài thì chúng ta cần phải điều trị bằng pháp gì? Thì khi mà được thăm khám và chẩn đoán xác định rồi thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị nó tổng quát. Thứ nhất là những cái phương pháp là không dùng thuốc. Không dùng thuốc thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân, thứ nhất là chúng ta sẽ thay đổi cái chế độ làm việc, cho nghỉ ngơi hợp lý, là hạn chế những cái động tác mà sử dụng nhiều cái cổ tay. Còn về vấn đề phòng ngừa thì bác sĩ Chơn có lời khuyên như thế nào? Thì đây là một cái bệnh rất là phổ biến và thường gặp, nhất là những anh chị em phụ nữ. Thì chúng ta cần phải lưu ý là những chị em phụ nữ sau sanh thì chúng ta cần phải theo dõi. Chúng ta có thể phát hiện sớm và chúng ta đưa ra một cái lộ trình điều trị thích hợp để tránh những cái hiện tượng là nó sẽ yếu và cái mất cái khả năng cầm nắm sau này. Thì về phòng ngừa thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta làm việc và nghỉ ngơi phải thật là hợp lý. Tránh những cái động tác mà chúng ta lặp đi lặp lại cái cổ tay. Về ăn uống thì chúng ta sẽ ăn uống những cái thức ăn mà nhiều chất vitamin, trong đó đặc biệt là vitamin B6. Vitamin B6 này nó sẽ giúp bảo vệ cái thần kinh rất là tốt. Tại thần kinh nó được nuôi dưỡng bằng nhiều vitamin, nhưng mà trong đó là vitamin B6 là nó sẽ giúp nuôi dưỡng thần kinh tốt nhất và nó tránh được cái hiện tượng viêm thần kinh ngoại vi. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Chúng tôi cũng luôn mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mỗi ý kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại.